Rồi, hello các bạn. Rồi, mấy bạn đã thấy màn hình của cô chưa? Bạn thấy trên màn hình của cô chưa? Rồi, cô mời bạn tất cả các bạn bật cam lên nha. Mình tới giờ học rồi nha, mời tất cả các bạn bật cam lên. Rồi, bạn Thiện Nhân. Rồi, lớp mình có hai bạn Thiện Nhân luôn hả? Ok. Rồi, cô xin giới thiệu nha. Cô tên là Ngân. Thì từ hôm nay thì cô sẽ dạy lớp mình. Ok. Mấy cô lúc trước thì mấy cô đã có việc bận nên là mấy cô không có dạy lớp mình nữa. Bây giờ hôm nay thì cô sẽ dạy lớp mình. Từ đây về sau ha. Nếu như mà cô có bận việc gì á, thì các cô khác sẽ dạy mấy bạn. Ok. Rồi. Bây giờ là tuần trước mấy bạn đã học tới bài nào rồi? Cô kéo Tuần trước mình đã học tới bài unit mấy? chưa unit nào hết á cô. À, ok. Vậy hôm nay là mình sẽ học cuốn sách nào vậy mấy bạn? Cuốn sách đó đó cô. Rồi, mình sẽ học cuốn sách này đúng Muốn không? học Bài tới đầu trang tiên này đúng đó không? cô. Học tới trang này Rồi, rồi mình cô. sẽ... Đâu đâu, để lên cô coi. Học qua trang đó rồi cô. Bài đó chưa làm bài tập luôn á cô. Khoan, nhưng mà trong sách là mình học tới bài nào? Bây giờ mình học sách, mình học trang này chưa? Dạ rồi, lesson 4 cái bài đó đi cô. Chưa làm bài tập cô. Rồi, mình đã học lesson starter xong rồi đúng không? Dạ. Rồi, bên lesson 2 mình học chưa? Rồi, lấy học lesson 4 cô. Học tới lesson 4 luôn rồi. Giờ làm bài tập hả cô? À, học xong lesson 4 rồi đúng không? Vậy hôm Chưa. nay mình sẽ chưa học lesson 4 hay sao? Mới học bài 1 của lesson 4 thôi cô. À, mới học phần speaking. Rồi, bài 2 vẫn chưa học đúng không? Chưa. Ok, rồi trong sách bài tập mình đã sửa tới bài nào rồi? Chưa là. Chưa luôn. Ok, Mới rồi có bây học giờ. 4. Rồi ok, hôm nay vậy thì mình sẽ học tiếp ha. Rồi, bây giờ trước khi học bài mới thì cô sẽ ôn lại một số từ vựng bài cũ. À, ok. Rồi bây giờ cô sẽ mời các bạn đọc cho cô cái bài này. Mình đọc nha, mình luyện cách đọc trước rồi cô sẽ dạy với bạn tiếp lesson 4 ha. Bài này là bài Starter Back Together. Rồi bây giờ cô mời một bạn sẽ đọc bức tranh đầu tiên đi. Cô mời một bạn đọc bức tranh đầu tiên ạ. Bức tranh đầu tiên bạn nào đọc cho cô nè. Các bạn xung phong cho cô ha, xung phong giơ tay phát biểu lên. Rồi cô mời bạn Trần Cao Thiện Nhân. Dạ cô. Welcome to Primary School. I'm your new teacher, Miss Wells. I you. Oh, to tell me something about yourself. Who first? My name's Mike. I like reading and learning about everything. That's right, Mike. Ok. Rồi, chữ này mình sẽ đọc là great. Great. Right. Ok. Primary four. Hồi nãy con có đọc chữ four Dạ có tiết chưa? không? Ok. Rồi, bitter two. Bitter two, cô mời bạn. Bạn nào? Bạn Hoàng Anh đi. Dạ cô. I'm got younger sister. Her name Holly and she in primary two. She like listening to music and play in with your toy. Ok. Rồi, chỗ này mình sẽ đọc là her nha. Her toys. Yeah, hotel.
Rồi chỗ này mình sẽ đọc là listening to music. Listening to music. Rồi ok. Tiếp. Hình số 3. Thảo Quỳnh. And my Australian cousins are here to aid me in this class. Look, hello, Miss Wells. I love taking photos and playing soft. Rồi, ok. Chỗ này mình sẽ đọc là sport. Sport. Sports. Sport. Ok. Rồi, tiếp. Cái này mình sẽ đọc từ gì con? Australian. Ok, very good. Ok, hình cuối cùng. Cô mời bạn Nguyễn Thiện Nhân. My other cousin is Leo, but he doesn't go to this school. He's 12. He's really love skateboarding and we do lots of things together, right? And do you skateboard together? Well, he skateboards and I read books about skateboards. Okay, chỗ này mình sẽ đọc là other nha, other. Other. Không là o được, mình sẽ đọc là âm âm ơ cơ. Other. Other. Ok, chữ này anh em họ thì mình sẽ đọc sao? Cousin. Ok, cousin. Rồi mấy bạn lưu ý cho cô nữa cái phần này ha, cái phần là phát những cái âm đuôi. Ví dụ nãy bạn Hoàng Anh đọc hình như là cô nghe bạn đọc thiếu nha. Chữ likes mình có s thì mình phải xì ra ha, likes. Likes. Rồi những chữ như là chữ toys, nếu bạn phải có s thì mấy bạn phải đọc xì ra cho cô nha. Ok. Rồi chữ này đến nào? Đấy bạn đầu tiên là bạn Trần Cao Thiện Nhân ha, cô đọc. Rồi bạn con đọc thiếu cái chỗ này nè, who first thì mình có x đúng không? Người ta ghi tắt đó, who is first, nhưng mà người ta đọc người ta ghi tắt đó, thì mình sẽ đọc là who's first. Ok, lưu ý những cái từ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua học tiếp lesson 4. Rồi trước khi học lesson 4 thì cô ôm lại một số những cái từ vựng ở phần exercise 1, phần speaking. Rồi bây giờ một bạn bây giờ mỗi bạn đọc cho cô cái hình số 1 đi ha. Picture 1. Bao nhiêu giờ đây? Mấy giờ? Rồi khi mà mình hỏi giờ thì mình có câu hỏi gì? Rồi thôi mấy bạn không, bây giờ mấy bạn đọc cho cô cái nhìn vào bức hình ha, rồi nói cái số giờ cho cô. Rồi hình đầu tiên, bạn nào xung phong? Hình đầu tiên, bạn nào xung phong đây? Rồi cô mời bạn Trần Nhân. Cô là Waters Part 8. Waters Part 8. Water part 8. Oh, water 2. Yeah. Water 2. Water part 8. Rồi. Ok. Còn nhưng mà mình phải nói là sao? Is. Mình phải nói is nữa nè. Chứ mình không có được nói cái giờ đó thôi nha. Ví dụ, what time? What's the time? Hỏi what's the time? Thì mình sẽ nói là is cái gì đó. Ví dụ nó là 10 giờ 9 đúng không? Thì mình sẽ nói là it's 10 past 9. Rồi bây giờ hình số 1. Nói lại nè, trả lời lại. Bạn Trần Nhân. Yes, it's water past 8. Okay, it's water past. Đọc lại cho cô từ past nè, past. Pass. Ok. Rồi. Tiếp cô bức hình số 2, cô mời bạn Thiện Nhân. Nguyễn Thiện Nhân.
Nhiều cô. Is nhân à? Sao hả? Is bây giờ là bao nhiêu? Cô để cô phóng to lên ha. What time? What is the time? Ờ, 3 giờ. 3 giờ 40 phút. Thì mình sẽ nói là 3 đúng rồi, 3 giờ 40 phút thì mình có thể là nói 4 giờ kém 20 phút. Thì mình nói sao? 4 giờ kém 20 phút. It's 22. Bus. Oh. Is 22 4. Okay, đúng rồi nha. Rồi khi mà mình nói số giờ hơn thì mình sẽ nói là past. Khi mà mình nói số giờ kém thì mình sẽ nói là sao? 2, được không? Rồi. Rồi, bây giờ mấy bạn ghi cho cô công thức này ha. Ghi cho cô công thức. Cách nói giờ hơn, 2 chấm. Rồi, lấy vở ra, lấy vở trắng ra đi ha. Cách nói giờ hơn, 2 chấm lại. Ghi là số phút cộng cho từ past. Rồi, để cô ghi vào trong chatbot cho mấy bạn hiểu hơn nha. Cách nói giờ hơn. Nhìn vào chatbot nè. Tại vì cái này là bài, này là bài học rồi, cho nên là cô ôm lại thôi. Cô sẽ không có ghi trên cái tờ giấy trắng. Cách nói giờ hơn là mình có gì? Số phút cộng cho từ past. Rồi. Cộng cho số giờ. Rồi. Cách nói giờ kém. Số phút cộng cho 2 cộng cho số giờ. Ok, được chưa? Mấy bạn ghi vào vở đi. Rồi, ok, hiểu rồi ha. Rồi, bây giờ bạn Thiện Nhân nè, nói lại cho cô. Peter 2. 22 4. Is. Nè, nhìn cái mẫu nè. Nhìn cái mẫu câu trả lời nè. Is. Is 22 4. Ok. Rồi, tiếp, Peter 3, cô mời bạn Hoàng Anh đi. Picture 3 là 7, đây là 7 giờ 5 phút hay 10 phút đây cô? À, 7 giờ hơn, 7 giờ hơn, 5 phút. Dạ, là 7, 7, 5, 5. Is, sao có mấy bạn cứ chưa quên chữ is hoài vậy? Is. Is 7:55. Đúng rồi, is 7:55. Ok. Rồi tiếp, picture 4, cô mời bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh bị lag rồi. Vậy cô mời bạn Trần Nhân nha. Yeah. Rồi, picture 4 con. Nếu cô là is 7, is past 5:07. Is past 5:07. No. Is 5 past 7. Em nhầm. Is
Why? Hả? Ủa, gì vậy con? Mình đang cô đang nói picture for mà. Cô hỏi con picture for chứ không phải là picture five. Picture for á cô? Ừ. Như cô là... It... It's 45 past 1. It's 45 past 1. Ok, đúng rồi. It's 45 past 1. Rồi, cách nói thứ hai. Bây giờ nói hai cách cho cô luôn nè. Vừa nói cách thứ nhất, vừa nói cách thứ hai luôn nè. Cách thứ hai mình còn nói là sao nữa? Yeah, is it one it bây giờ nãy con nói giờ hơn rồi đó, thì bây giờ con nói giờ kém. It's 42. It's 42. Two. No. Chưa đúng. Giờ kém con nói chưa đúng nè. Giờ kém là sẽ nhiêu? 2 giờ kém 15 phút. Thì mình sẽ nói sao? 2 giờ kém 15 phút. Khi mà mình nói giờ kém thì cô nói rồi đó, mình dùng là gì? Two. Is quarter to, is quarter to, is quarter to. Sao? Is quarter to. Is two. Quarter to. Ok. Chữ two, two này là mấy bạn đọc là two là T rồi O ha. Rồi số 2 là mình ghi chữ two. T-W-O. Được chưa? Rồi. Picture 5. Picture 5. Thảo Quỳnh. Is 11 giờ đúng không cô? Ờ. It's 45 past 1. À con ơi. Hình số 5 mà. À hình số 5 chứ. Em nhìn nhầm. Hình số 5 là bao nhiêu? What time? What is the time? It's 35 past 5. It's gì ạ? It's 35 past 5. Phải 30 không? 30. 30 mấy? 30 gì? 35. Rồi. Past? 5. Ok. 5 giờ. 5 giờ hơn 35 phút. Ok, đúng rồi. Tiếp. Mình có cách thứ hai thì mình nói làm sao? Cách thứ hai mình nói làm sao? Cách thứ hai. Is 25 to. Is trước nè. Is. Is
25 to 6. Rồi đúng rồi ha. Ok, thank you. Rồi, picture 6. Picture 6 của mời bạn Hoàng Anh đi. Dạ, 6 à cô? Ừ, picture 6. Picture 6 là It to part 10. It's to past 10. Part 10. Okay. It's to past 10. Phải 2 không con? 10 mà. Là 10, part 10. Is 2 part 10. Is 10. Is 10 part 2. Part 2. Rồi tại sao? Tại vì mình luôn nói số phút trước số giờ nha. Nếu mà nói giờ kém giờ hơn á, thì mình phải nói phút trước giờ, được chưa? Ví dụ mấy bạn nói là 3 giờ 15. Đúng không? 3 giờ 10 đi. Mấy bạn nói 3 giờ 10 thì mấy bạn sẽ nói là gì? It's 3 giờ is 3 and 15, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói giờ hơn, giờ kém. Ví dụ nói giờ hơn ha, là 3 giờ hơn 10 phút, đúng không? Thì mình sẽ nói là it's 10 past 2. Nè mấy bạn lưu ý cho cô, chữ past này á, có nghĩa là quá khứ, đúng không? Quá khứ là những gì đã xảy ra rồi. Thì cái này nè, là nó đã xảy ra rồi, cho nên là mình dùng từ past. Còn cái chữ 2 này á, là những gì chưa xảy ra. Nè, chưa xảy ra, thay vì 2 giờ 15 phút nữa mới 2 giờ, đúng không? Mà mình sẽ nói là 2 giờ kém 15. Thì cái này nó chưa xảy ra. Thì là chưa xảy ra là nó không có quá khứ. Thì mình sẽ dùng to do. Mấy bạn nhớ như vậy ha. Cô chỉ mấy bạn cái mẹo nha. Cái mẹo để ghi nhớ mình. Được chưa? Chữ nào có đã qua rồi, thời gian đã qua rồi, đúng không? Giờ hơn thì mình sẽ nói là chữ past. Còn cái nào mà chưa xảy ra, rồi, chuẩn bị tới 2 giờ ha. Chuẩn bị tới cái giờ đó, nhưng mà nói giờ kém đó, thì mình sẽ dùng chữ to. Rồi, cô nói như vậy là cho mấy bạn ghi nhớ cho dễ ha. Rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ học tiếp exercise 2. Complete the sentences with ear and est. Number 1. Có người ta cho mình một bài mẫu ha. Mình sẽ điền các từ tính từ. Rồi, ở đây người ta cho mình các tính từ nè. Tall, big, fat, and young. Những cái từ, ví dụ như là những từ tính từ, đúng không? Nhiệm vụ của mình là mình sẽ dùng thêm ear hoặc là est. Ear là để so sánh hơn nha. So sánh hơn là cái gì hơn cái gì ha. Rồi est là so sánh nhất. So sánh nhất là trong số những cái đồ, những cái món đồ đó, cái nào thì nó sao, nó đẹp nhất, nó cao nhất, nó to nhất, vậy ha. Rồi so sánh hơn á thì hai người, đúng không? So sánh hơn là thì so sánh hai người hai vật ha. Cái này với cái này, so hơn là hai người hai vật hoặc hai vật. Còn so sánh nhất thì có thể nhiều vật, ví dụ 3, 4, 5, 6 hoặc là nhiều hơn, nhưng mà mình chọn ra một cái duy nhất để mình nói cái nó sao đó, nó to nhất, nó lớn nhất, được chưa? Rồi, ok, number 1. Cô mời một bạn điền cho cô từ này. Bạn nào? Giơ tay lên ha. Rồi, cô mời bạn Thảo Quỳnh đi. Dạ thưa cô, là tall, est. Rồi, chữ này làm con sẽ điền là est, đúng không? Dạ. Rồi thì mình sẽ đọc là it toilet. It's toilet. No, cái này nè, cái chữ est mình sẽ đọc là it, mà thêm chữ tall vào thì nó sẽ, mình sẽ đọc là toilet. Toilet.
Rồi, đọc nguyên câu ra nè. Thomas is tall than Holly, but Leo is the tallest cousin. Rồi, ok. Ok. Rồi, con lưu ý nha Thảo Quỳnh, chữ is này con phải đọc X nè. Matt is taller. Ok, rồi number 2. Cô mời bạn Trần Nhân. Yes, là em điền là biggest. Ờ, cái chỗ trống đầu tiên là biggest đúng không? Yeah. Rồi, từ thứ hai con điền gì? Bigger. Rồi, ok. Rồi, đọc nguyên câu ra thử nè. Russia is the biggest country, but Australia is bigger than the UK. Đúng rồi, chính xác ha. Cái từ này mình sẽ đọc là Russia, không phải là Russia, không phải là Russia ha, mình đọc là Russia. Bạn Trần Nhân đọc lại Russia. Ok, rồi này là UK nha. Rồi mấy bạn biết Russia là nước nào không? Mấy bạn biết nước Russia là nước nào không? Bạn nào biết được bật bít lên trả lời cho cô. Là nước Nga cô. À đúng rồi, Russia là nước Nga nha. Rồi, nước Australia là nước nào? Nước Úc. À đúng rồi, nước Úc. Rồi nước UK. UK là nước nào? Úc. Nước nào? Nó to lên. Nước Úc là Australia rồi. Nước UK là nước. Bạn Nhân. Bạn Trần Nhân. Yeah. Con biết UK là nước nào không? Thiện Nhân. Yes. Em quên rồi, tiếp chưa? Thiện Nhân, UK là nước nào? Bạn Thiện Nhân sao lúc nào cũng không thấy bạn Thiện Nhân hết vậy? Bạn Thiện Nhân đâu rồi? Bạn Thiện Nhân tắt cái màn hình cho cô coi nè. Tắt cái màn hình rồi con quay cam con. Thế cô thấy mặt con nè. Không phải con tắt cái phông nền á, chứ không phải là con tắt cam. Rồi, UK là nước Anh nha mấy bạn. Russia là nước Nga, Australia nước Úc và UK là nước Anh. Rồi ghi vào vở đi. Rồi tại sao chỗ này mình điền biết kịch hả? Tại vì ở đây là mình xét theo nghĩa đúng không? Nếu như bạn nào biết á là nước Nga là nước lớn nhất trên thế giới này á, thì có diện tích lớn nhất ha, thì mấy bạn sẽ điền từ biscuit. Là mấy bạn xét về mặt kiến thức mấy bạn có thì mấy bạn biết á, thì mấy bạn sẽ điền từ này dễ dàng. Nhưng mà trong trường hợp mấy bạn không biết được nước Nga là nước lớn nhất trên thế giới á, về mặt diện tích thì mấy bạn sao? Mấy bạn nhìn đi, nó không có chữ Dan ha. Thường là có chữ Dan nè, dấu hiệu nhận biết so sánh hơn là có chữ Dan. Mình thấy chữ Dan nè, mình thấy chữ Dan là mình sẽ biết ngay lên nó so sánh hơn rồi. Nếu như không có chữ Dan nghĩa là không là so sánh hơn, thì nó có thể là so sánh sánh nhất ha. Rồi, ok. So sánh hơn là mình thêm er, bigger than. Rồi, ok. Number 3, cô mời bạn Thiện Nhân. Leo's skateboard is faster than Amy's skateboard. Holly's by the fastest.
Đúng rồi, ok. Bạn Thiện Nhân hiểu bài rất là tốt, nhưng mà con cần phải luyện phát âm hơn nữa nha. Lọc nghe cô đọc lại một rồi mình đọc theo nè. Leo's skateboard is. Chỗ này con điền từ gì? Fast đúng không? Faster than. Con điền từ fastest hay là faster? Faster. Hồi nãy con đọc fastest mà. Hồi nãy con đọc faster hay fastest? Faster. Rồi, faster là đúng nha. Vậy mà hồi nãy cô nghe là con đọc fastest. So, rồi, chỗ này mình sẽ đọc là faster than Amy skates, but Holly's bike is the fastest. Rồi, chính xác. Rồi, thấy chữ than là so sánh hơn ha. Skateboard là gì mấy bạn? What is skateboard? Trượt ván. Đúng rồi, trượt ván. Rồi, number 4 nào. Number 4, bạn nào nãy giờ chưa trả lời? Bạn nào muốn trả lời number 4, giơ tay lên. Bạn nào muốn trả lời number 4, giơ tay lên. Có thấy bạn Nhân, Trần Nhân giơ tay đúng không? Rồi, cô mời bạn Trần Nhân nha. Yeah. Number 4 đúng không chứ chị? Ừ. Em cái giờ câu đầu tiên là Holy Eater, em thấy điện là youngest. Rồi, chính xác. Câu thứ hai em điền younger. Ok, rồi bây giờ em đọc nguyên câu cho cô nè, hai câu. Holy is the youngest cousin, but Max is younger than Leo. Rồi, chỗ này mình sẽ đọc là cousin ha, chứ không là cousin nha. Cousin. Đọc lại cousins. Cousin. Ok. Rồi, qua cái bài này mấy bạn hiểu chưa? Mấy bạn hiểu không? Rồi, thấy chữ Dan là so sánh hơn, thêm ER vào. Nếu mà không có chữ Dan thì là ESD, so sánh nhất. Rồi, ok. Tiếp. Mình sẽ làm bài tập số 3. Viết là mình sẽ sắp xếp các từ theo trật tự đó. Ok, người ta có làm mẫu cho mình nè. Chữ đầu tiên ha. Monkey. Gì vậy ta? Cái bài này người ta yêu cầu mình làm gì ta? Viết được các từ trong cái trật tự. Đúng rồi, trật tự. Em hiểu cách của người ta chứ chờ. Sao? Là người ta kêu mình điền những cái chữ nào mà đầu tiên trong bảng chữ cái, còn mấy cái chữ ở cuối thì xếp đứng cuối cùng mới tiến chờ. Ok, làm một cái chữ đầu tiên đúng không? Rồi, ok, đúng rồi đó. Cô chưa có xem qua nữa. Rồi, hình như ok, lần đầu tiên cô thấy cái kiểu dạy bài nó vậy luôn. Rồi, bây giờ người ta nè, mấy bạn sẽ dựa vào cái chữ đầu tiên ha. Ví dụ như là chữ camel, chữ C. Theo bảng chữ cái thì chữ C đứng trước các từ em và từ Z đúng không? Thì chữ này mình sẽ sắp xếp trước. Rồi, ok. Mấy bạn đọc, mấy bạn biết camel nghĩa là gì không? Lạc đà. Camel. Con lạc đà, đúng rồi. Camel. Chỗ này mình sẽ đọc là camel. Rồi, tiếp theo. Monkey có nghĩa là con. Khỉ. Khỉ, đúng rồi. Zebra là con. Ngựa vàng. Rồi mấy bạn không biết từ nào thì mấy bạn ghi chú vào, note vào cái từ đó trong sách của mình nha. Ví dụ con lạc đà từ này mới nè, camel. Tiếp theo, number two, cô mời là một bạn sắp xếp cho cô này. Hoàng Anh đi. Ờ...
Yeah. September. Oh, winter. Không không, sắp xếp cho cô, người ta cho ba từ gì đó thì con sắp xếp các từ nào mà có cái âm đầu tiên theo bảng chữ cái. Yes. Autumn. 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 Rồi tiếp. Summer. Summer. Winter. Winter. Ok, rồi có nghĩa là gì? Ba từ đó có nghĩa là gì? What does this mean? Thì con không biết. Còn summer với winter thì là summer là mùa hè, mùa hạ, còn winter là mùa đông. Rồi ok, vậy bạn ghi vào autumn là mùa thu. Rồi mùa thu ha, ghi vào sách nha. Rồi. Ok, number three. Số 3 nào. Bạn nào làm câu số 3? Rồi Thiện Nhân. Yes. Là không, bạn Trần, Nguyễn Thiện Nhân. Mấy mốt cô sẽ kêu là bạn Trần Nhân và bạn Nguyễn Nhân nha. Russia. 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 Russia, Spain, Thailand. Russia, Spain, Thailand. Ok, đúng rồi đó mấy bạn. Rồi, Russia, nãy cô nói rồi là nước Nga. Thailand là nước nào? Thái Lan. Ok, là một nước châu Á nha. Nước Thái Lan là một nước ở châu Á. Đông Nam Á luôn. Vùng Đông Nam Á. Châu Á. Rồi, Spain là nước nào? Spain là nước nào mấy bạn? Spain. Hàn Quốc. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Ok, đúng rồi. Mấy bạn xem đá bóng nhiều lắm đúng không? Mới biết. Tiếp theo, number 4. Cô mời bạn Thảo Quỳnh. Thầy khiếp gì cô? Thảo Quỳnh làm câu số 4. Con hỏi mà cứ kêu là chữ khơi hay chữ khiếp vậy cô? Cái nào vậy? Khắp phệ. Khắp phệ. Khắp phệ. Kinh mà. Kinh mà. Cinema. 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 Rồi sao nữa? Chữ cuối cùng. Chữ cuối cùng. Museum. Museum. Mấy bạn nhanh lên, thấy mấy bạn học lâu quá, mấy bạn trả lời rất là lâu luôn á, mấy bạn đọc nhanh lên. Ví dụ mấy bạn không biết thì mấy bạn nói cô ơi, từ này con không biết, chứ mấy bạn đừng có im lặng nha, rất là mất thời gian của cô và mấy bạn, các bạn còn lại trong lớp, được chưa? Rồi, hai từ này có từ nào? Si á, hai từ này có hai từ giống nhau nè, là từ si đúng không? Cafe and cinema, là chữ có si là chữ đầu tiên rồi, thì bây giờ mình sẽ nhìn tiếp theo cho cô chữ thứ hai. Rồi, chữ thứ hai của nó là gì? Chữ A đúng không? Cafe là chữ A là đầu tiên nè. Rồi chữ thứ hai của cinema là chữ I. Rồi vậy thì tất nhiên là chữ A là nó đứng trước trong bảng cái là nó đứng trước rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn là cafe trước. Vậy bạn Thảo Quỳnh đúng. Rồi cafe, cinema and museum. Chỗ này mình sao đọc museum nha Thảo Quỳnh? Museum. Có nghĩa là bảo tàng. Rồi have you ever gone to museum class? Các bạn đã từng đi bảo tàng chưa? Chưa. Rồi, bảo tàng là cái nơi mà người ta sẽ trưng bày. Người ta sẽ trưng bày những cái gì? Những di tích lịch sử nè, những cái gì mà từ xa xưa người ta trưng bày lại ha. Hoặc là không phải là đúng rồi. Tiếp. Number 5.
Number 5, bạn nào chưa trả lời? Number 5. Number 5. Con trả lời luôn cho cô. Rồi, Hoàng Anh. Là có đây có hai B trước thì trả lời mình, cái nào trước đúng mình không? Sẽ xét cái chữ thứ hai. Ờ. Vậy thì by birth taxi. Hi purse taxi. Rồi chính xác. Ok, mấy chữ này mấy bạn biết hết nghĩa rồi đúng không? Yes. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua sách bài tập ha. À, mấy bạn đã nghe chưa? Mấy bạn đã nghe được cái cho cô, mấy bạn đã cho mấy bạn nghe nghe mấy bạn nghe cái mấy cái đoạn hội thoại này chưa? Rồi. Hả? Rồi. Rồi đúng không? Ok. Mấy bạn có sách bài tập không? Có. Em có được. Cô phải tải xuống hả? Em đố cô câu số 9 luôn á. Rồi, lesson 1. Rồi, lesson 1 người ta yêu cầu mình làm gì đây? Đọc cho cô cái yêu cầu nè. Đọc cho cô cái yêu cầu bài. Cái giờ ngay cái bài đó được tuần trước như tuần nào hình như lớp em làm rồi chứ chưa? Lớp làm rồi đúng không? Dạ. Vậy bài này làm chưa? Chưa. Lesson 2. Chưa. Chưa. Vậy là bài câu ở đây bài tập số 2 làm chưa? Cô. Dạ rồi. Cô 4 số thì cô không biết điền cô. Hả? Chỉ cho em bài số 2 thì cô 4 xuống đi cô, em không biết làm cô. À ok, câu 4 cho xuống. Có bạn nào không biết làm không? Em khoan dạ. Cô đặt câu được cô. Là mấy bạn biết làm chưa? Biết rồi hay là chưa? Em biết rồi. À, vậy là có mỗi bạn Thảo Quỳnh chưa biết đúng không? Vậy cô chỉ lại Thảo Quỳnh nè, nhanh thôi ha. Rồi Thảo Quỳnh nè, mình câu số này là câu này thì mình sẽ sao khoanh tròn vào những cái từ odd ones out. Nghĩa là khoanh tròn vào những cái từ mà không liên gì? Những cái từ right odd one out, khoanh tròn vào những cái từ không liên quan nha. Rồi sau đó viết thành một cái câu với cái từ mà mình đã khoanh tròn đó. Rồi ok, ví dụ nhìn cái ví dụ nè. Ở đây người ta cho mình những bốn từ: mountain, ocean, camera, waterfall. Tất cả những từ này đều đang nói về gì? Tất cả những từ này đều đang nói về những cái cảnh vật thiên nhiên đúng không? Những cái thiên nhiên ha, núi nè, đại dương nè, thác là những cái gì? Những cái cảnh vật thiên nhiên. Ở đây mình có một cái camera, nó không liên quan tới ba cái còn lại ha, thì mình sẽ loại cái đó ra. Loại đó ra thì mình khoanh tròn cái đó lại. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái câu, viết theo cái câu đó theo ý của mình. Rồi tôi rất là thích gì chụp hình với cái chiếc camera của tôi. I like taking photo with my camera. Rồi thì tương tự câu 4, 5, 6. Bạn nào làm cho cô câu 4, 5, 6 đi. Em không biết đặt câu. À là không biết đặt câu á hả? Rồi bây giờ cô nghe thử bạn Trần Nhân nha. Bạn Trần Nhân đặt giùm cô câu số 4 nè. Mình sẽ khoanh từ nào? Mình sẽ khoanh từ author. Này là không biết chứ cô. Rồi actor. Rồi con viết cho cô
Con viết cho cô cái từ đó đi, viết một câu đi. Dạ là My mom is an actor. My mom is an actor. No, chưa đúng nha. Chưa đúng, ai dạy con viết câu đó vậy? Ai dạy con viết câu đó vậy? Rồi, câu của bạn Trần Nhân chưa đúng nè. Cô mời một bạn ý kiến khác rồi. Bạn Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân. Bạn Thiện Nhân làm cho cô câu số 4 nè. Bạn Thiện Nhân. Bạn Thiện Nhân làm câu 4 được không? My sister is an actor. My gì con? My sister. My sister. My sister is an actor. Chắc chưa? Sao mấy bạn cứ chọn... Rồi, cô mời bạn Hoàng Anh đi. Câu 4 là câu đó cô. Ừ. Action. Con không biết cô. Không biết hả? Dạ. Yeah. Sao vậy? Con làm chưa? Bài này con đã làm chưa? Bài này con hôm trước con làm câu 6 cô. Rồi, ok. Thực ra mấy bạn nói là my mother is an actor. My sister is an actor thì cái nghĩa nó, cái cách dùng nó sai. Tại sao? Chữ actor này là chỉ cho người nam. Thay vì mấy bạn nói là my father is an actor hoặc là my brother is an actor thì nó mới đúng nha. Còn khi mà mình nói về diễn viên á, chữ actor có nghĩa là diễn viên. Actor có nghĩa là diễn viên. Thì diễn viên này thì mình sẽ nói là diễn viên nam. Còn khi mà mình nói từ actress, khi mình nói dùng cho từ actress sẽ là diễn viên nữ. Rồi diễn viên nữ thì mình sẽ có từ actress. Rồi, cho nên là hồi nãy cô mới nói là bạn Trần Nhân á, với bạn Thiện Nhân chưa có đúng á. Được chưa? Hiểu chưa mấy bạn? Hiểu chưa nè? Bạn Trần Nhân. Bạn Trần Nhân. Dạ, con... em hiểu cái chữ. Hiểu chưa con? Dạ, rồi. Rồi, ok. Nhớ nha, actor là chỉ cho diễn viên nam thôi. Actress là diễn viên nữ. Rồi, bạn, bạn Thảo Quỳnh, con đặt câu đi. Diễn viên nữ thì bây giờ mình nói sao? Tôi rất thích cô diễn viên đó. Tôi muốn làm một diễn viên. Tôi sẽ làm một diễn viên trong tương lai. Tôi thích làm diễn viên thì mình sẽ nói sao? Tôi thích làm diễn viên. I like to be an actress. À, bạn
Không được, bạn Thảo Quỳnh là nữ rồi, bạn Thảo Quỳnh không có nói được actor được. Rồi bây giờ con sẽ nói là I like the actor. Rồi nhìn vào chat cho cô này Thảo Quỳnh, I like the actor. Hoặc là con có thể đó là my brother is, dịch ra hả cô? Is the actor. Rồi, con có thể ghi hai câu này, con thích câu nào ghi cũng được. Rồi, tiếp theo câu số 5 nè. Câu số 5 mình sẽ ghi sao? Câu số 5 mình sẽ khoanh cái gì vậy Thảo Quỳnh? Khoanh bài giờ, bớt giờ. Câu số 5 là bớt giờ. Heavy, rich, light, hard. Cái này mình rich sẽ đọc là rich. Rich. Rồi, the rich. Rồi, bạn đặt cho cô câu này đi. Trần Thiện Nhân. Yes. Rồi, đặt cho cô câu số 5 nè. Đọc. Đọc. The bride is the rich nha. Yeah. The bride is nói làm rồi mà sao không có trả lời nhanh được vậy ta? Em trả lời con một hai gì chứ con một. Con một mấy cô em chứ em không có trả lời con năm cô. Rồi bây giờ câu năm đó làm đi mấy bạn, mỗi bạn đều phải chuẩn bị cho cô một câu trả lời nha. Chứ không phải là cô gọi bạn Trần Thiện Nhân rồi mấy bạn còn lại không có lo tới nghĩ tới câu năm nha, câu sáu nha. Rồi mỗi bạn á phải chuẩn bị cho cô, đó là lý do tại sao á mà cô phải hỏi hết tất cả các bạn trong lớp mình. Có bốn bạn thôi. Giờ mấy bạn chuẩn bị cho cô câu số 5 mình sẽ nói như thế nào. Chữ bridge là cây cầu nè. Rồi bây giờ cô hỏi bạn Trần Thiện Nhân, con có câu trả lời chưa? Rồi cho dạ, con suy nghĩ. Suy nghĩ xong chưa? Nhưng mà em không biết đúng. Em không biết đúng hay sai. Cứ nói lên đi, cứ nói lên có gì cô sửa. The bride is so big. The rich. The bride is so big. Đúng rồi, the bride is so big. Cũng được. Đúng rồi, cũng được. Cái cầu quá lớn. Ok, được nha. Câu này của bạn đúng nè. The bridge is so big. Rồi, cô mời bạn Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân. Câu của con là gì? Thiện Nhân cái câu của mình sao? Hoàng Anh. Hoàng Anh. Rồi Hoàng Anh trả lời cho cô ơi, câu của con là sao? Câu của con cho cái từ này. Từ câu 5 á cô. Ừ. Câu 5 I nhưng con nghĩ câu của con nó sao? Sao cứ nói lên đi, có gì cô sửa cho.
I have country. Huh? I have. Yes. Nói tiếng Việt, nói nghĩa tiếng Việt cho cô nè. Nghĩa là cái dòng sông ấy nó dài á cô. Sao mấy bạn? Rồi bạn Hoàng Anh trả lời cho cô nè. Dạ cô. Con chưa có bật mic nè. Rồi nhớ lẹ lên cái cầu sao? Dạ. Cái cầu nó dài. Cây cầu nó dài đúng không? Yeah. Thì giờ mình nói sao? The bridge is long. The bridge is long. Con đã học chữ long chưa? Dạ yeah, rồi. Rồi, ok. Vậy hồi nãy con nói gì á? Con nói gì? Hết gì? Cao quá hả? Rồi, the bridge is long, nghĩa là cây cầu dài. Rồi, cô mời bạn Thảo Quỳnh. The car in the, on the picture. Cái này không phải là bigger. Right. The bridge. The bridge. Rồi, nhìn vào TikTok giùm cô nha. The bridge. The car, đúng không? The car is on the bridge. Rồi, câu của Thảo Quỳnh đúng rồi ha. Ok, bạn Thiện Nhân, Trần, Nguyễn Thiện Nhân. Bạn Nguyễn Thiện Nhân. I go on the bridge. Tôi đi qua cầu hả? Không có nói vậy tôi được đi. Nha. Tôi đi trên cầu. Đi trên cầu thì mình sẽ nói sao? Ai? Come across the bridge. I come across the bridge. Được chưa? Tôi đi qua cầu đó. Tôi vượt qua cây cầu đó. Rồi, câu số 6 nào. Câu số 6. Mình sẽ khoanh từ nào đây bạn? Các bạn, mình sẽ khoanh từ nào đây? Giơ tay lên, cô còn xung phong. Câu số 6. Câu số 6 mình sẽ khoanh từ nào? Câu số 6. À, mình sẽ khoanh từ shout, đúng không? Từ shout, từ này là có nghĩa là la hét, hét to lên, la hét ha. Rồi, mình sẽ đọc là shout chứ không phải là shoot nha, shout.
Sao? Rồi đặt cho cô một câu đi, với mỗi bạn đặt cho cô, chuẩn bị cho cô một câu với từ này. Bạn nào? Bạn nào đây? Thảo Quỳnh. The dot in the south. The dot sao? In the south. Không phải, không có, chưa đúng. Đâu, con nói thử nghe tiếng Việt. Nghe tiếng Việt nó là gì? Con chó là to. Con chó sử dụng không? Con chó là to. Quá to, con chó hét hả? Con chó sủa. Không, không có được, câu đó không được nha. Câu khác đi nè. Con biết câu. Rồi, vậy cô mời bạn khác, bạn Trần, Trần Nhân. Dạ là Mai. My baby. Sao my baby? My baby is sao? Is sao là đâu có được. Đâu có y sao được mấy bạn. Sao nghĩa là động từ mà nó đâu có dùng với is, am, ia được. Nó đâu có đi chung với am, ia được. Sao? Bạn Hoàng Anh. Của con nghĩa là he shall is he shall is he shall is frantic. Rồi he, có nghĩa là anh ấy hét lên vì hoảng sợ. Cô anh ấy hét lên vì hoảng sợ. He shout. Ghi ra chatbot nè. Ghi ra chatbot cho cô. Rồi bây giờ mấy bạn ghi vào chatbot đi cho nó nhanh ha. Tất cả các bạn đều phải ghi nha. Bạn ghi câu của mấy bạn vào chatbot cho cô. Thank you.
Oh, ok. Rồi, he shouted, is panicked. Bạn Hoàng Anh. Bạn Thảo Quỳnh là he smells it loud soft hay là gì vậy con? Không bạn Tú Quang là... Hoàng, bạn Hoàng Anh hò. Làm sao cô? Ghi sai chính tả. Hả? Ghi sai chính tả. Rồi bây giờ cô sửa từng câu trước ha. Bạn Thiện Nhân nè, câu của bạn Thiện Nhân đầu tiên là Nguyễn Thiện Nhân là I shout. Rồi I shout thì câu này nó quá ngắn, nó chưa thể là một câu được nha. Câu này nó quá ngắn, con tìm câu nào đó một vài từ thêm nữa đi cho nó dài hơn một xíu. Ví dụ tôi la thật lớn. Tôi la thật lớn thì mình sẽ nói sao? I shout. I shout out loud. Được không? I shout out loud. Tôi la thật lớn. I shout out loud. I shout out loud. Cái câu này cô nhầm, bởi bạn cô biết nhầm rồi. Đây cô ghi lại nha. I shout out loud. Đây, câu của bạn Thiện Nhân nè, cô sửa câu cho bạn Thiện Nhân ha. I shout out loud, có nghĩa là tôi hét thật lớn. Mấy bạn ghi cho cô cái cụm shout out loud, có nghĩa là hét lớn ha. Rồi, tiếp theo câu của bạn Hoàng Anh. Bạn Hoàng Anh ghi cho cô hai câu là câu nào với con? Câu ở trên là con copy trên mạng đúng không? He screams out of panic. À, câu dưới cô. Câu dưới đúng không? He shouted, is panicked. Rồi câu này đúng nha. He shouted, is panicked. Mà con học thì quá khứ chưa? À, chưa cô. Chưa sao con ghi được câu này? Tại vì con ở học học ở trên trung tâm rồi. Con làm câu này con dự ghi vô cô. Rồi ok ha. Rồi he shouted. Shout là hét lớn, mà shouted thì quá khứ ha, có nghĩa là anh ấy đã hét rất là hoảng sợ. Panic có nghĩa là hoảng sợ nha. Rồi câu của bạn Thảo Quỳnh. He music loud shout là gì con? Ghi sao chứ? Ghi lại cho cô. Ghi lại cho cô. Rồi câu của bạn Trần Cao Thiện Nhân đâu? Câu của bạn Trần Nhân đâu? Em chưa đặt được cô. Bây giờ con nói thử, nói nghĩa tiếng Việt đi. Cô thử, cô là đặt cho cô giúp cho. Suy nghĩ sao? Bật cam lên nè. Rồi nói với cô nghĩa một câu đi. Nhanh lên, hôm nay hết giờ rồi nè. Không, mình chắc mình không sửa được cái bài 1 rồi đó. Không sửa bài này rồi, lesson 2, bài tập lesson 2 chưa sửa được rồi đó. Em sửa lại rồi đó cô. He music loud sound vẫn chưa đúng nha. Có nghĩa là sao? Ý của con là anh ấy bật nhạc thật lớn á hả? Ừ. Anh ấy bật nhạc thật lớn thì cái chữ sound này có nghĩa là sao? Mình la hét. Mình la hét thì sao? Mình la hét là đâu có liên quan gì tới nhạc ở đây. Có ai mà vừa hét, vừa la, vừa hét mà vừa hát không? Không. Không đúng không? Không thì đâu có được ghép như vậy. Giờ
con nó là anh ấy nhờ. Làm câu khác đi. Chữ south này là hét đúng không? Thì giờ mình chỉ nói hét thì chỉ có người, con người thôi, hoặc là ừ chỉ có con người thôi chứ mình đâu có nói được con vật đâu, con vật nó cũng không có hét được. Chỉ có con vật là ví dụ con chó nó sủa, con mèo nó kêu ha. Con gì đó nó kêu thôi chứ nó đâu có hét được quý bạn. Không biết gì đại hả cô? Rồi, cho một vài cái ví dụ thôi ha. Mấy ví dụ đó được rồi. Cũng nhiều ví dụ rồi đó. Rồi, ví dụ cô cho một cái ví dụ này nữa nè. Đây. Don't shout out on the answer. Đừng có gì hét lên tất cả cái đáp án như vậy ha. Don't shout out the answer. Rồi, ok. Rồi, mình qua đi. Câu này ở trên mình đã làm rồi nè. Bây giờ ôm lại, hôm nay chắc chỉ ôm lại bài cũ thôi quá. Rồi, hôm sau thì mình sẽ mới làm được bài tập số 1 này nha. Rồi, bài ôm lại bài cũ nè. Picture one. Bạn nào? Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân. Picture one, Nguyễn Thiện Nhân. Picture one. Con không biết nước nè. Ủa làm rồi mà sao không biết vậy ta? Bạn Trần Thiện Nhân. Bức tranh thứ nhất không thích chờ. Yes. Là... là đọc chữ hay là khoanh tròn hay là gì chứ giờ? Đọc thôi, đọc cái tên nó thôi. Russia. Yes, Russia, nước Nga nha. Rồi, number 2. Quân. Australia. Yes, Australia. Rồi, Hoàng Anh. Number three. Là spy. Spain. Rồi, number 4, Thiện Nhân. Nguyễn Thiện Nhân. USA. Hả? USA. USA. Ok, number 5, Trần Thiện Nhân. Crocodile. Yes. Number 6, Quỳnh. Kim, không biết đọc cô. Camel. Rồi, number 7, Hoàng Anh. Yes. Hoàng Anh, camel. Oh, sorry, number 6, or number 7. Zebra. Zebra. Rồi, number 8, Trần Thiện Nhân. Dạ là laser. Gì vậy? Đọc lại. Số 8 không biết chưa? Yes. Laser. Ok, number 8. Trần Nguyễn Thiện Nhân. Laser.
Number 9. Number 9 thì Nguyễn Thiện Nhân. Number 9 con không biết. Number 9 là gì mấy bạn? Con tìm được chứ không biết đọc cơ. Number 9 có phải là nấm không? Em chỉ tìm được từ đó chứ không biết đọc. Rồi cô, điền ra thử cô xem. Các bạn điền ra từ sớm cho cô đi. Các bạn biết thì các bạn tự điền luôn, không có cần phải đợi cô kêu. Bạn Hoàng Anh, number 9. 9 là lizard. Number 9 cơ. 9 là noodle. À, noodle. Không có từ đó cô. Cô thấy number 9 là cái hình như cây nấm mà mấy bạn. Nè, cô phóng to lên nè. Em có để trong chip box á. Cô thấy là hình như là một cái tô nấm á. Ai dạy mấy bạn là pasta vậy? Pasta là gì? Mì Ý. Nhìn giống mì chứ cái gì đó. Em thấy nó giống ngũ cốc với teacher. Nó giống gì con? Ngũ cốc với teacher. Ngũ cốc hả? Kiếm mua hổng nào nè. Rồi để xem nha. Mì Ý. Mì Ý hay là nấm đây? Rồi để cái đó tính sau đi. Bây giờ mình tính cái này trước đi. Ten. Ten. Bạn nào biết nói cho cô nè. Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân. Bread. Bread. Bread, ok. Number 11. Meat. Meat, thịt. Number 12. Cucumber. Cucumber. Cucumber nha. Cucumber. À, dưa leo đúng không? Rồi, 13. 13. 13 là gì? Autumn. 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 Okay, autumn ha. 14. Winter. Okay. 15. Summer. Summer. Rồi. 16. Spring. Spring, đúng rồi, mùa xuân ha. Okay. Rồi cái hình số 9 này mấy bạn là gì vậy mấy bạn? Số 9 này là pasta. Ok, mì Ý nha. Cô thấy ở đây nè, mấy bạn thấy không? Pasta. Rồi, thấy con chuột của cô không? Thấy. Rồi, ok, pasta ha. À, dạ em điền đúng rồi. Ừ. Tại vì này, cái này mình học rồi, đúng không? Ok, rồi. Hôm sau thì mình sẽ học, mình học sửa bài ở bài tập lesson 2 nha. Phần sách bài tập. Rồi nếu có học, nếu mà có thời gian thì có thể qua lesson 4 hoặc là 3 luôn. Ok. Rồi bài tập về nhà của mấy bạn nè. Mấy bạn thường làm bài tập về nhà là mình quay video hay là mình sao? Bạn Thiện Nhân, bạn Trần Thiện Nhân. Em cũng không biết nữa. Nãy con giơ tay chi vậy? Tại sao hồi nãy giờ tay có ý kiến gì hả? Thắc mắc gì không? Rồi, thường mấy bạn làm bài tập là mấy bạn sẽ làm như thế nào? Cô của mấy bạn sẽ chỉ, sẽ cho mấy bạn làm bài tập như thế nào? Quay clip. Không có cho bài tập. Hồi đó cô Trà dạy cho quay clip không cô? Ừ, vậy lúc rồi cô Trà có cho quay clip nữa không? Vẫn còn chứ cô. Yeah. Ít khi làm tập viết lắm cô. Rồi bây giờ mấy bạn muốn làm bài tập viết hay là làm bài tập quay video nè, cho mấy bạn phát biểu đi.
Bạn nào muốn làm bài tập viết thì bấm giơ tay lên, bấm số 1. Bạn nào muốn làm bài tập quay video bấm số 2 trong chat box. Không giơ tay nha, bấm số 1. Muốn làm bài tập viết thì bấm số 1, bấm phím 1. Muốn làm bài tập số 2, quay video thì bấm phím 2. Rồi. Bài tập hai bạn chọn, cả hai bạn Thiện Nhân đều chọn bài tập viết hả? Rồi, còn một người nữa, Phan Hoàng Anh. Rồi. Ok, vậy cô sẽ cho bài tập viết tuần này nha. Tuần sau thì mấy bạn sẽ làm bài tập video. Rồi, ok, tuần này mình sẽ làm bài tập viết ha. Rồi, bài tập viết của mấy bạn á là, để xem. Rồi, cô thấy là mấy bạn có vẻ trả lời các câu trả lời giờ á chưa có đúng. Mấy bạn, cô thấy mấy bạn vẫn còn cách trả lời giờ của mấy bạn chưa có tốt lắm nè. Rồi, bây giờ cô sẽ giao bài tập với giờ cho mấy bạn nha. Rồi, mấy bạn nhìn vào chat box cho cô sẽ cho các giờ như sau. Mấy bạn về nhà, mấy bạn sẽ ghi ra. Cô sẽ cho 10 giờ, rồi mấy bạn về, mấy bạn ghi ra giấy, xong mấy bạn chụp lên, nộp cho trên trang của trường ha. Rồi, 10 giờ kém 15. Cô sẽ cho một số giờ cho mấy bạn về tự biết nha. Mười giờ kém 15 cũng có đúng rồi cô. Hả? Mười giờ kém 15 cũng có luôn hả? Là sao? Là lần đầu tiên em thấy bằng 10 giờ kém 15 á. 10 giờ kém 15 thì là nhiêu? 9 giờ 45 đó. Hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu. Đi ngược lại đúng không cô? Đúng rồi. À, mấy bạn học sao ta hơi rất rõ cô. Mấy bạn có hiểu sai, hiểu y lộn mấy cô không? Rồi bây giờ 10 giờ kém 15 là 9 giờ 45 đó mấy bạn. 6 giờ 20 phút là mấy bạn sao? Là 6 giờ hơn 20 phút đó. Cái nào mà có chữ kém á, là mình sẽ dùng water to. Cái nào mà không có chữ kém hoặc là có chữ hơn thì mình sẽ dùng water past. Được chưa? Ok. Rồi, 7 giờ kém 7 giờ kém 25 phút nha. Rồi, 8 giờ hơn 5 phút thì cô sẽ không ghi chữ hơn, thì mấy bạn sẽ tự hiểu là nó hơn nha. 8 giờ hơn 5 phút. Không phải là cô, cái đó cô là ghi ngược về hay là ghi sao cô? Cái nào? Cái chữ có chữ kém á, thì mình sẽ ghi ngược về. Cái nào không có chữ kém thì mình sẽ ghi đúng của nó, được không? Ghi ngược về là 6 giờ 35 đúng không hả cô? Ghi ngược về hả? Hay ghi sao cô? Quarter to. Đây. Ví dụ ha. Đây. Is. Có mấy bạn sẽ ghi là is. Kém 15 thì mình sẽ nói là, ví dụ 7 giờ kém 15 ha. Is 15 to 7. Được chưa? It's 15 to 7. Kém 15 thì mình sẽ dùng water to nha. Chữ 15 thì mình cũng có thể là thay thế là chữ water hoặc là chữ 15. Được chưa? Ví dụ kém 20 phút thì mình sẽ nói là gì?
22. Rồi kém 25 phút 25:02. Được chưa? Rồi. Half past có nghĩa là nửa giờ. Ví dụ 7:30. Rồi cho một giờ nữa nè. Ví dụ 1 giờ đúng nè. 1 giờ đúng. 4:30. Rồi cô cho mấy bạn 6 cái múi giờ đó ha. Về nhà tự ghi nha. Ghi ra giấy xong rồi nộp cho cô ha. Rồi giờ cô hỏi nữa nè. Bây giờ lớp mình học 7 giờ được không mấy bạn? Dạ được. Học sớm để mình nghỉ sớm nha. Có thời gian mình học bài này kia. Ví dụ mấy bạn học được không? 7 giờ học được không? Dạ được. Dạ được. Rồi ok. Vậy tụi sao? 7:00 đến 8:30 con. Thay vì mình học 7:30 tới 9:00 thì giờ mình sẽ học sớm hơn nửa tiếng, tới 8:30 mình nghỉ. Rồi trong thời gian đó thì mấy bạn chuẩn bị ăn sớm, ăn cơm sớm nha, rồi mình học. Rồi bắt đầu từ tuần sau mình sẽ học lúc 7:00 nha, thứ hai, thứ năm. Rồi về nhà nhớ làm bài tập nha. Goodbye class. Cô học thứ ba, thứ năm hay thứ hai, thứ năm cô? Thứ ba, thứ năm. Cô nói thứ hai, thứ năm. Oh, sorry, cô nhầm rồi. Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Be